thưa quý vị, đây là chương trình Thế sự Thăng Trầm do Phương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam America Nam Bắc California và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv573.com. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ đặc biệt bởi công ty dược thảo Rêu Hoàng Hậu. Rêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình talk show của chúng tôi được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy và 7 giờ 30 phút tối Chủ nhật để biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn. Nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Mở đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị một bài viết của bình luận gia Xuân Trường, kỳ thứ nhất với chủ đề Vắng bóng Donald Trump, Trung Đông hỗn loạn. Liệu có phải Israel gây hấn với Palestine như big media truyền tải và đâu là sự thật? Xin mời quý vị cùng nghe. Jerusalem, một trong những mồi lửa dễ bùng cháy nhất thế giới này, nay bắt đầu tóe lửa sau nhiều tháng êm ả dưới thời Tổng thống Donald Trump. Như thường lệ, những nghị sĩ dân chủ cấp tiến chống Trump, bài Do Thái trong Quốc hội Mỹ, big media, big tech, v.v. đã phớt lờ sự thật và tuyên truyền sai lệch khắp thế giới. Liệu Israel có phải là lực lượng áp bức nhắm vào thường dân Palestine vô tội và sát hại trẻ em như các tờ báo cánh tả vẫn thường gieo vào đầu công chúng hay không? Trên thực tế thì Israel chưa bao giờ khởi xướng một cuộc chiến nào. Lý do duy nhất quốc gia non trẻ này phải tham chiến là để bảo vệ chính mình trước sự bao vây của các quốc gia và các nhóm vũ trang Hồi giáo thù địch luôn luôn muốn tiêu diệt họ. Lịch sử đã chứng minh như vậy. Mồi lửa bùng cháy, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đã bước sang ngày thứ Bảy mà chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Mồi lửa trực tiếp cho căng thẳng lần này, theo truyền thông, chính là việc chính quyền Israel đẩy người Palestine ra khỏi một số khu vực của Đông Jerusalem vào đúng tuần của cuối tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Hành động này đã bị phóng đại thành hành vi ngăn cản người Palestine đến đền thờ Al-Aqsa, địa điểm linh thiêng thứ ba của người Hồi giáo. Hamas, tổ chức vũ trang của người Palestine và thực chất là tổ chức khủng bố ở dải Gaza, đã không bỏ qua cơ hội củng cố sức ảnh hưởng của mình. Trong các tuyên bố ngày 10 tháng 5 năm 2021, tổ chức này cam kết đứng về phía người dân Palestine bị lấy đất và thề sẽ biến một số thành phố của Israel thành địa ngục, bao gồm cả thủ đô Tel Aviv. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Hàng trăm người biểu tình Palestine đã bạo loạn và tấn công cảnh sát Israel bằng gạch đá tại núi Đền, một địa danh linh thiêng của người Do Thái, khiến cảnh sát Israel phải tự vệ, dẫn đến nhiều người Hồi giáo bị thương, bao gồm một số sĩ quan cảnh sát Israel. Đây được cho là các chiến thuật khiêu khích kinh điển thường được những người Do Thái cực đoan. Xin lỗi quý vị, đây được cho là chiến thuật khiêu khích kinh điển thường được những người Hồi giáo cực đoan Palestine áp dụng và đã đạt hiệu quả trong những ngày vừa qua. Đầu tiên, họ dàn dựng các cuộc xung đột trên núi Đền để khiến lực lượng an ninh Israel trông giống như những kẻ gây hấn, và các vụ bắn tên lửa vào thành phố lãnh thổ Israel đã được Hamas thực hiện tốt như những gì họ muốn thế giới tin, đó là các cuộc tấn công chính đáng. Hamas đã bắn hơn 3.000 quả rocket vào lãnh thổ Israel, bao gồm cả thủ đô Tel Aviv. Đây được cho là lần tấn công bằng tên lửa nhiều nhất, dữ dội nhất vào Israel kể từ ngày 2019, khi hơn 600 tên lửa đã đổ bộ xuống lãnh thổ Israel. Bạn hãy trầm tĩnh quan sát sau những gì truyền thông quốc tế, trong đó big media đang thao túng đưa tin, và hãy hình dung như thế này. Bạn sẽ bảo vệ những người thân yêu của mình như thế nào trước hàng trăm quả tên lửa của Hamas dội xuống thành phố của bạn và gia đình cư trú? Hãy nhớ rằng việc nhắm bắn tên lửa của Hamas vào Tel Aviv cũng giống như việc ai đó bắn tên lửa vào thủ đô Washington hay London. Đó là một cuộc tấn công vào thường thân dân trong một khu vực đô thị lớn. Mặc dù người Israel đã sống dưới hiểm họa diệt chủng kể từ sau Thế chiến thứ hai, khiến họ trở thành những con người cực kỳ kiên cường trước giông tố, nhưng khi những đứa trẻ của bạn gặp rủi ro, sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. Bản đồ này cho bạn cảm nhận rõ mức độ phạm vi rộng lớn của cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của tổ chức khủng bố Hamas. Một lần nữa để hình dung bối cảnh thực tế, bạn hãy nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho quân đội Trung Quốc dội hỏa tiễn vào toàn bộ vùng biển phía đông của Mỹ.
Không chỉ bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel, Hamas còn kích động các cuộc nổi loạn trong lòng quốc gia này. Tổ chức Hamas biết chắc việc đối đầu hay giành lợi thế ở cấp độ quân sự trước Israel là điều bất khả thi, nhưng tổ chức được nhà nước Hồi giáo Iran hậu thuẫn này chắc chắn đã thành công trong việc kích động những người Israel gốc Ả Rập, Do Thái bạo loạn ở nhiều nơi trên khắp đất nước Israel. Bạn cũng cần biết một điều, việc mặc định Israel là người Do Thái và người Palestine là người Ả Rập hoàn toàn là chiêu bài của Big Media nhằm định hướng dư luận trong vấn đề Trung Đông. Kiểu như Israel là kẻ bắt nạt, gây hấn, đàn áp, chiếm đất, xua đuổi người Palestine, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Về cơ bản, chúng ta không thể phân biệt được đâu là người Israel Ả Rập, người Israel Do Thái, người Israel Thiên Chúa Giáo, v.v. Bởi trong quá trình lưu lạc khắp thế giới trong suốt nhiều thiên niên kỷ, người Do Thái đã lai tạp, cải đạo dẫn đến việc hình thành nhà nước Israel năm 1948, tự chung đủ sắc dân sống hòa bình với nhau, cùng dựng xây một nhà nước non trẻ hùng mạnh như hiện nay. Chưa kể rất nhiều người Ả Rập, Bắc Phi, châu Á, châu Âu, v.v. đã chọn Israel làm nơi lập nghiệp, khiến quốc gia này cũng tương tự như Mỹ trở thành một trong số những trung tâm di dân và đa sắc tộc lớn nhất thế giới. Việc Hamas dương đông kích Tây gây mâu thuẫn hằn thù về niềm tin tôn giáo tại các thành phố lớn tại Israel, đặc biệt là Lod, thành phố lớn nhất của Israel và là nơi có sân bay quốc tế nằm ngay rìa thủ đô Tel Aviv, đã gây tổn hại nghiêm trọng cộng đồng Do Thái và người Ả Rập vốn vẫn luôn chung sống hòa bình tại đây. Một lần nữa, theo một ý nghĩa tương tự, bạn hãy hình dung việc nhóm vũ trang Palestine đang làm không khác gì việc kích động những người di cư hợp pháp ở New York nổi loạn, bao vây sân bay quốc tế John F. Kennedy tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ này. Nếu tất cả những điều trên vẫn chưa đủ, các thế lực nước ngoài núp dưới tổ chức khủng bố Hamas lại bắt Israel tiếp tục cùng lúc phải đối phó với các tổ chức khủng bố Hezbollah. Khi quân đội Israel cho biết vào cuối ngày thứ Sáu 14 tháng 5, 3 quả rocket đã được bắn từ miền nam Syria vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Liệu có phải Israel ức hiếp người Palestine không? Với những gì mà hầu hết các báo cánh tả đưa tin về Israel, có một làn sương mù dày đặc ngày càng gia tăng với sự dối trá xung quanh cuộc xung đột này. Suốt bao năm qua, có một điều dường như mặc định rằng nếu đó là tháng Ramadan, tháng ăn chay và cầu nguyện linh thiêng của người Hồi giáo, thì sẽ có xung đột bạo lực giữa người Hồi giáo và người Do Thái. Kể từ khi bắt đầu tháng Ramadan, người Palestine và lực lượng an ninh Israel liên tục đụng độ xung quanh cổng Damascus, một trong những cổng chính của thành cổ Jerusalem, nơi có đền thờ linh thiêng Al-Aqsa của người Do Hồi giáo và núi đền linh thiêng của người Do Thái. Dân biểu Rashida Tlaib, một trong tứ quái chống Trump kịch liệt tại Hạ viện Mỹ, ngoài việc chỉ đích danh Israel là kẻ xâm lược, còn tuyên bố rằng cô đã đến đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa linh thiêng từ khi còn nhỏ. Việc Rashida Tlaib ví von ngôi đền Hồi giáo này cũng linh thiêng như núi đền của người Do Thái chính là một sự vô tình thừa nhận rằng đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa được xây dựng trên mảnh đất mà người Do Thái bị đánh cắp. Và ở đây người ta nói rằng thực tế cái núi đền ở Jerusalem đã trở thành thánh địa của người Do Thái kể từ thời vua David. Theo Kinh Thánh thì vua David đã chinh phục thành phố từ người Jebusite và thiết lập thủ đô vương quốc Israel vào khoảng 3.000 năm trước. Và con trai của ông là vua Solomon đã xây dựng đền thờ đầu tiên, đó chính là núi đền. Và thưa quý vị, đây chỉ là phần 1 của bài bình luận về vấn đề tranh chấp và chiến tranh giữa Do Thái và giữa Israel và người Palestine. Thật sự ra chúng ta thật ra cũng có ít người mà hiểu rõ về cái cuộc chiến này. Quý vị thấy dai dẳng từ khi mà Phương Thanh còn rất trẻ đã nghe được những cái từ mà như giải Gaza rồi tất cả những cái cuộc chiến, những cái cuộc đụng độ này mình thấy nó rất nhiều. Và quý vị biết hồi xưa Phương Thanh coi một cái cuốn truyện Exodus mà người Việt mình dịch là Về Miền Đất Hứa, và một cái cuốn tiểu thuyết nói về có cái chủ đề là bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống. Mình coi mình thấy rất tội nghiệp và mình cũng thấy mình thông cảm và mình cảm thấy mình tội nghiệp cho cái thân phận của người Do Thái khi mà phải đi lưu vong khắp nơi trên thế giới như vậy. Và người Do Thái hiện nay phải nói là họ là những người rất thông minh, họ là những người mà can đảm chiến đấu. Ở nước Do Thái mình thấy đàn ông đàn bà như ngay cả các cô giáo trong trường, tất cả mọi người đều có thể là những chiến binh được, tại vì họ
khi mà họ cực khổ lắm họ mới có thể đoàn tụ với nhau và xây dựng một quốc gia như bây giờ. Thành thử và những người thật sự ra khi mà mình nói về chuyện của người Israel và người Palestine thì những người nào bênh vực phía bên nào thì hầu như là tùy theo cảm tính và bênh vực có cảm tình với phía bên nào hơn. Nhưng mà mình nếu mình suy nghĩ cho kỹ mà mình xét cái bài Phương Thanh có những cái tài liệu để có thể cho trong một chương trình nào đó Phương Thanh sẽ cho quý vị biết là lý do tại sao mà người Do Thái họ vẫn trên thế giới này vẫn có rất nhiều quốc gia ủng hộ Do Thái nhiều hơn là Palestine. Mà quý vị biết là ông Thủ tướng Netanyahu của Do Thái, ông đã đọc một bài diễn văn rất là, phải nói là sắc bén lắm, rất là đanh thép, để mà tuyên bố cái cuộc chiến này họ sẽ chiến đấu cho tới cùng để bảo vệ đất nước của họ. Và quý vị, có rất nhiều người cứ nói rằng người Công giáo thì có ủng hộ những người Do Thái nhiều hơn, nhưng mà thật sự chúng ta đối với người bên nước Trung Đông, không biết quý vị thì sao, nhưng mà Phương Thanh, về lịch sử, về các thứ, về những cái chuyện chiến tranh của họ, hầu như là mình có vẻ không có được, như mình không có hiểu sâu nhiều lắm và mình không có đi sâu vào vấn đề. Giống như thí dụ những nước Tàu chẳng hạn, mình thì mình biết về những cuộc chiến và những cái việc mà lịch sử với lại những cái âm mưu hoặc là những cái vấn đề liên quan tới bên nước Tàu nhiều hơn, tại vì nó liên quan tới nước của mình, nó đã từng đô hộ mình cả ngàn năm và lại ở sát cạnh bên, rồi nó rất quen thuộc, cho nên chúng ta hiểu nhiều hơn là những đất nước ở Trung Đông. Ngày hôm nay Phương Thanh gửi đến quý vị một bài bình luận của tác giả Xuân Trường để chúng ta hiểu rõ hơn về cái sự đụng độ, giao tranh liên tục giữa Do Thái và Palestine. Và chúng ta thấy cái thời của Tổng thống Trump đó, tất cả những vùng, như chúng ta thấy vùng Trung Đông họ rất yên bình. Đó không có nhiều người họ phủ nhận, họ không cho rằng đó là công lao của Tổng thống Trump. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng từ khi mà tụi Hamas nó nổi dậy để nó tấn công Israel thì chúng ta thấy rõ ràng là tại vì chính quyền của Biden là một tức là giống như là cho nó một cái tín hiệu giống như là ủng hộ cái nhóm người Hamas này, và những cũng giống như là ở bên Iran chẳng hạn. Ông Joe Biden, ông mới ký nhiều cái sắc lệnh mà chúng ta thấy rõ ràng giống như là một cái dấu chỉ để cho tụi nó nổi dậy. Và hiện nay người ta đã lên án Joe Biden là làm, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu được chính quyền Joe Biden hiện nay đang phụ thuộc rất nhiều vào Trung Cộng. Quý vị có thể tưởng tượng là chúng ta thấy nhục nhã và xấu hổ như thế nào khi mà Tổng thống của một nước Hoa Kỳ lại là con rối của Bắc Kinh, con rối của Tàu Cộng hay không. Cái nhục nhã này mình không thể biết là lấy cái nước nào để mà rửa cho sạch được. Tại sao đến giờ phút này những người mà bỏ phiếu cho Joe Biden hoặc là ủng hộ Đảng Dân Chủ để mà tiếp tay cho những người này bán nước mà họ lại không cảm thấy là có lỗi của họ, mà họ vẫn lên trên những diễn đàn, những internet, rồi những chương trình, tất cả những phương tiện họ có để họ bênh vực Joe Biden, họ chửi bới ông Tổng thống Donald Trump. Thì Phương Thanh thấy nó là một điều, và họ những lý lẽ của họ đưa ra, họ bẻ nghĩa là sự thật nó không còn là sự thật nữa và nó rất là bệnh hoạn. Chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Bây giờ người ta hỏi là ai gây ra những chiến tranh của Do Thái và tụi Hamas. Hamas này nó là vấn đề, nó khủng bố. Thực sự ra nó hoạt động bị giật dây bởi những người bên đã Trung Cộng và Iran, cho nên nó làm những cái chuyện mà chúng ta thấy bây giờ Trung Đông, bây giờ người ta thể nói là có thể là bùng nổ càng sớm nếu như ở bên Do Thái họ không chịu, họ nghĩa là họ đã, những cuộc chiến vừa rồi chúng ta thấy họ đã lừa được quân tôn Hamas và họ giết được tới 14 tướng, và giống như là họ đánh lừa, tại vì tụi Hamas nó chơi một cái một cái cách mà giống như hệt cho tụi cộng sản nó chơi xấu như vậy, tức là nó núp ở trong dân, nó đẩy dân đi trước và đứng ở đằng sau. Mỗi một lần mà có cuộc giao tranh gì đó thì lấy dân để mà đỡ đạn, cho nên nó đã bị bên phía Do Thái họ lừa và đã tấn công và hầu như tiêu diệt được rất nhiều trong vấn đề đó. Thì
chúng ta mới hiểu được là cuộc chiến này dân thường chết rất nhiều, và đánh nhau kiểu này chúng ta không biết là cái ngọn lửa, cái mà lò lửa của Trung Đông này nó sẽ bùng phát một mạnh một bất cứ lúc nào, chúng ta cũng chưa thể biết được. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.